Thưa quý vị, hàng năm cứ vào kỷ niệm ngày sinh của ông Hồ Nghinh, nguyên bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, nguyên phó trưởng ban kinh tế Trung ương, nhiều đoàn khách thường đến Bảo tàng Đà Nẵng để tham quan khu vực trưng bày về ông Hồ Nghinh, tìm hiểu tường tận hơn về người chiến sĩ cách mạng này. Các đoàn khách là các em sinh viên đang theo học trên địa bàn thành phố đã có mặt tại Bảo tàng Đà Nẵng từ sớm, ngay khi bảo tàng mở cửa. Là những người yêu thích lịch sử, em nào cũng háo hức say sưa xem những hình ảnh hiện vật về ông Hồ Nghinh và nghe cán bộ bảo tàng thuyết minh về tiểu sử, cuộc đời cũng như những năm tháng ông đã cống hiến cho thành phố Đà Nẵng, cho đất nước. Hôm nay bọn em đã đến Bảo tàng Đà Nẵng để tham quan thì em thấy được các hiện vật trưng bày ở trong Bảo tàng Đà Nẵng vô cùng chân thực và đầy đủ. Thì bọn em đã thấy được là cuộc đời sự nghiệp của ông Hồ Nghinh đã tái hiện lên trước mắt bọn em và cảm thấy vô cùng biết ơn về những đóng góp vô cùng to lớn của ông Hồ Nghinh đã dành cho đất nước ở trong quá trình thời chiến cũng như sau khi giải phóng đất nước. Và sau khi trở về thì bọn em sẽ giới thiệu cho gia đình, bạn bè, người thân đến để tham quan và tìm hiểu kỹ hơn về ông Hồ Nghinh. Hiện khu vực trưng bày về đồng chí Hồ Nghinh tại Bảo tàng Đà Nẵng có khá đầy đủ những kỷ vật gắn liền với ông Hồ Nghinh để có thể giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cũng như cuộc đời của ông. Những hiện vật này được bảo tàng tiếp nhận từ phía gia đình của ông Hồ Nghinh từ năm 2020. Năm nay, bảo tàng cũng đặc biệt chú trọng trong công tác chỉnh lý khu vực trưng bày của ông Hồ Nghinh. Đặc biệt trong cái phần chỉnh lý trưng bày lần này thì chúng tôi cũng có bổ sung một cái hiện vật cũng khá đặc sắc của đồng chí Hồ Nghinh. Đó chính là một cái khẩu súng mà đồng chí dùng để phòng thân trong những cái ngày thực hiện cái công tác tại Đặc khu ủy Quảng Đà. Chỉnh lý trưng bày lần này thì cũng là nhằm mục đích là phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Hồ Nghinh, một trong những cái vị cán bộ lãnh đạo tiền bối của cách mạng Quảng Nam Đà Nẵng có cái nhiều đóng góp trong cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như là trong cái công cuộc lao động xây dựng đổi mới đất nước về sau. Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của ông Hồ Nghinh. Đây là dịp để đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng ôn lại truyền thống, trân trọng biết ơn và noi theo. Ông Hồ Nghinh là người có đầy đủ những đức tính cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, giản dị, khiêm tốn, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.